Dấu ấn lịch sử từ Bình An xưa đến Bình Dương nay qua tài liệu lưu trữ là nội dung của triển lãm đầy thú vị vừa được khai mạc sáng nay tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Bình Dương. Triển lãm do Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh và các khách mời đến từ 20 tỉnh thành phía Nam. Bình Dương xưa kia được biết đến với địa danh Tổng Bình An, Phủ Phước Long, Dinh Trấn Biên. Qua quá trình khai hoang mở cõi, đến đấu tranh bảo vệ quê hương và quá trình đổi mới, vùng đất Bình An xưa đã có biết bao thay đổi. Vùng đất Bình An ngày nào, nay là địa danh tỉnh Bình Dương, đang vươn lên trở thành một trong những địa phương trọng điểm phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn 300 bức ảnh tư liệu quý giá từ thời cha ông mở cõi đến quá trình đấu tranh xây dựng và phát triển địa phương đã được sưu tầm công phu và trưng bày theo từng khu vực. Qua những bức ảnh này, người xem có thể dễ dàng hình dung về vùng đất Bình An xưa và Bình Dương nay qua hơn 300 năm hình thành và phát triển. Để tuyên truyền quảng bá về cái hình ảnh mà Bình Dương Bình An xưa cho đến nay, đó có nghĩa là những bức tranh mà thời chiến tranh rồi thời đồng quê của thời Bình An, thì cho đến khi mà cái thời công nghiệp hiện đại như thế này thì cũng quảng bá các cái hình ảnh đầy đủ để phản ánh lên đó là cho là các con em nhân dân rồi học sinh sinh viên rồi toàn bộ cán bộ công chức viên chức ta nhận thức được đánh giá được cái tầm quan trọng của lịch sử của tỉnh nhà. Việc tổ chức triển lãm chuyên đề Dấu ấn lịch sử từ Bình An xưa đến Bình Dương nay qua tài liệu lưu trữ đã tạo được không gian văn hóa lịch sử phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống lịch sử của nhân dân, cán bộ chiến sĩ tỉnh Bình Dương. Từ đó, phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tham quan này thì mình thấy mình mở mang được rất là nhiều điều. Mình hiểu biết được cái lịch sử của cái vùng đất này, mặc dù mình không phải là vùng đất này, nhưng mà qua đây thì hiểu biết được cái sự hình thành và phát triển, sự đấu tranh cách mạng trong cái thời kỳ kháng chiến, rồi sự phát triển kinh tế xã hội thời kỳ ngày nay. Buổi triển lãm này giúp ích cho em rất là nhiều thứ và nó cung cấp cho em rất là nhiều tài liệu nghiên cứu cho em biết thêm về lịch sử của Bình Dương và nó cũng là nguồn cung cấp tài liệu để phục vụ cho công việc học tập của em sau này. Đây là lần đầu tiên Bình Dương tổ chức triển lãm hình ảnh về quá trình hình thành phát triển của vùng đất Bình Dương trong suốt chiều dài hình thành và phát triển. Sau khi các ban khai mạc, triển lãm sẽ mở cửa phục vụ người dân suốt các ngày trong tuần.